Đã gần 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, ông Đào Văn Đước ở thôn 4 xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức vẫn nhớ như in khoảnh khắc vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm gia đình chính sách vào năm 2012. Hình ảnh vị lãnh đạo cao nhất của đảng bước xuống xe với sự bình dị, gần gũi, ân cần hỏi thăm, dặn dò bà con đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng ông Đào Văn Đước. Năm 2012 thì tôi rất vinh dự được gặp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lúc đồng chí xuống là thăm xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, xuống xe đồng chí Nguyễn Phú Trọng lúc bây giờ là Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí có nói là bây giờ là anh bao nhiêu tuổi đảng rồi, bảo tôi 45 năm tuổi đảng. Bây giờ là vậy là lão thành, là bây giờ là tới đây là triển khai cái nghị quyết Trung ương 4 về chỉnh đốn đảng. Mong các đồng chí lão thành là cố gắng là phải quán triệt và phải thực hiện chấp hành cái tốt cái bằng được đạt cái yêu cầu của cái thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4. Bàng hoàng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cùng với bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của người cộng sản kiên trung, ông Đức dành thời gian để xem tất cả các thông tin, phóng sự, phim tài liệu được phát trên các phương tiện truyền thông về Tổng Bí thư. Một trái tim lớn vừa ngừng đập, nhưng ông Đức tin tưởng rằng tinh thần và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục là động lực, niềm tin để mỗi người dân, đảng viên học tập, noi theo, nhất là công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay. Đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo cái thực hiện cái chỉnh đốn đảng, tôi thấy rằng là rất là sát sao và chặt chẽ, đến tận cán bộ đảng viên và cán bộ đảng viên và nhân dân rất ủng hộ về cái nghị quyết Trung ương 4 này. Thì đến giờ này là chúng tôi thấy rằng là thấy thấm thía đối với đảng viên, chúng tôi là những người mà đã kinh qua, đã phải hy sinh xương máu, mà đồng chí đã quan triệt đảng viên để làm sao là giữ vững được cái khí tiết của người chiến sĩ cộng sản. Bộ phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, được ông điều đốp ở Bon Bonner A, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, xem đi xem lại nhiều lần trong ngày. Vinh dự được gặp, làm việc và chụp hình lưu niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2012, ông điều đốp, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tâm, nhớ rõ từng lời dạy của Tổng Bí thư đối với Đảng bộ địa phương. Bắt đẩy mình nhất là chỗ công tác hiện đảng, nhất là đồng bào dân tộc, người nữ và bào dân tộc. Phần thứ hai là bác đẩy mạnh ở chỗ là phát triển kinh tế. Phần thứ ba bác có dành nhất như thế này là đoàn kết trong đảng. Tôi cũng rất vinh dự bác Trọng xuống thăm xã Quảng Tâm chúng tôi. Ở đó xã là mới thành lập, đảng khó khăn về nhiều mặt lắm. Ký ức về một người lãnh đạo đảng cấp cao luôn bình dị, gần gũi đã để lại tình cảm sâu đậm trong trái tim mỗi người dân xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức. Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư, người dân Quảng Tâm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, luôn đoàn kết thống nhất để xây dựng địa phương ngày càng phát triển.